Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn là một chỗ của nhà nông. Đây là chú Bảy đang đi rải phân. Chú Bảy Hoa đang đi rải phân cho cái luống này là đậu bắp. Đậu bắp cây con. Đó. Đây. Đậu bắp con. Rồi một chút nữa mình sẽ quay cho các bạn bên cái luống mà đậu bắp mà chú Bảy đang thu hoạch nha. Mấy ngày nay là mưa bão và nói chung là cây đều tươi tốt, mưa nhiều. Đây. Cái này là nay mưa quá thành ra không có sản xuất được. Dạ. Bị rầy chập mà chú đã khắc phục được rồi. Dạ. Xanh lại rồi. À bị rầy chập chập cây hả cho chú? Bị rầy. Rầy nó chập vô cây rồi thành ra là mưa mình không ấy được. Không có sản xuất được. Dạ. Nay khắc phục lại được rồi, nay nó xanh lại rồi. Dạ. Nên chú mới chập làm hết. À, đây là chú Bảy, chân dung của chú Bảy. Chú Bảy nhà nông. Rồi bây giờ mình qua mình quay cái đậu bắp mà chú Bảy đang thu hoạch để mọi người xem nha. Đây bây giờ mình theo chân chú Bảy, mình vô đến cái luống đậu bắp mà đang thu hoạch nha các bạn. Đây. Đó. Thì hồi sáng này chú Bảy cũng có hái một mớ để mà đem ra chợ bán nha các bạn. Cái này nó hái hàng ngày luôn. Dạ. Hồi sáng là cứ hái à. Sáng sớm là mình hái được rồi ha. Nó thay vì mình hái mấy trái nhỏ nhỏ gì ví dụ đó vậy. Dạ. Đó gì? Đó là ngày mai nè. Đó. Còn mấy trái này là ngày mốt dạ. Nó càng nhỏ thì nó càng ấy, tức là ngày nào cũng thu hoạch hết. Dạ. Cái này là ngày mai hái nè. Đó. Cái này là ngày mai hái được nha. Đó. Đó. Mấy cái trái bự bự là ngày mai hái, mấy trái cái là ngày mốt hái. Dạ. Tức là đậu bắp này ngày nào cũng hái. Dạ, ngày nào cũng hái. Ngày nào không hái. Nói chung ngày nào mình cũng có thu hoạch hết. Cũng có thu hoạch hết đó. Không nhiều thì ít ha. Ừ. Dạ. Nhưng mà nói chung là nó trung bình. Hai cái vạt này á là tại vì nói chung là năm nay mưa nhiều quá là dạ. Nó cũng hạn chế vấn đề. Mấy ngày nay bão á chú. Ừ, nó cũng hư bông lắm. Dạ. Mưa lớp mưa rồi sương xuống nó hư bông thành ra cái. Dạ. Còn mấy ngày dư hái đây nè. Đó. À, đó đúng mấy rồi. Mấy ngày, dạ. Ngày mai dư hái đó. Dạ. Ồ có trái kia dài quá chắc rồi sáng chú Bảy hái còn sót. Đó. Đây các bạn. À, chú Bảy hái sáng còn sót đây nè. Ồ quá. Đó, mấy cái này là ra hái ra chợ bán được rồi nha các bạn. Mấy cái nào mà nó lỡ già mình bỏ luôn. Dạ luôn. Đó như hiện tại giờ người ta thịnh theo đúng ra cái này là mấy nhỏ hái cũng sót nè. Dạ đó. Chứ như vậy là người ta bà con người ta thích hơn. Dạ. Thích hơn nó non vậy. Cho nên cỡ này là đúng lứa hái rồi nè. Dạ đúng rồi. Đó. Như vậy đó. Lại mới hái rồi chứ. À, chú mình thấy quay ít trái. Chú Bảy thì chuyên làm cây ngắn ngày hàng bông, nhưng mà riêng cái vụ mùa Tết thì chú Bảy cũng làm bông kiển Tết nha các bạn. Hoa kiển Tết, bông mồng gà rồi hoa vạn thọ rồi hoa đăng, hoa đăng, hoa hướng dương, dạ, đủ thứ, hướng dương đồ đầy đủ. Đầy đủ hết. Tức là trồng tới 5-6 loại hoa này. Dạ. Hiện tại giờ là chú đang xuống đang trồng ba cái cà bắp này để chữa trái thôi. À. Rồi mình chủ yếu là trồng mới xuống 2.500 chậu quốc phong xôi.
Dạ, à, vậy là coi như là cái chương trình của chú Bảy là lấy ngắn nuôi dài nha mọi người. À, có nghĩa là chú Bảy trồng những cái loại cây này là để tạo cái nguồn vốn để mà trồng những cái loại cây mà chủ lực giá trị kinh tế hơn. Đó. Dạ, rồi con xin cảm ơn chú Bảy nha. Rồi xin quay qua bên kia nữa. Dạ. Bạn cảm ơn nữa đi. Rồi rồi, ok. Đây. Giờ đi theo chú qua cái vườn cúc mâm xôi. Dạ. Đây, đây là cái vườn mà chú Bảy đang ươm cây cúc. Cúc này gọi là cúc mâm xôi. Hoa cúc thì có nhiều loại hoa nha các bạn, nhưng mà hoa cúc này là cúc mâm xôi. Đây. Đây chú Bảy ươm tất cả đều là cúc mâm xôi. Cái vụ này là cho vụ Tết nha các bạn. Quá trời. Bao nhiêu chậu hết thảy vậy chú Bảy? 2.500. 1.500 hả chú Bảy? 2.500. À 2.500. Quá nhiều nha các bạn. Đây. Đó. Chú Bảy đang ươm rất là tỉ mỉ cẩn thận. Cái loại này là loại hoa cúc mâm xôi màu đồng. Cúc mâm xôi nhưng mà màu đồng nha các bạn. À vậy là còn ngoài cúc mâm xôi màu đồng ra còn có màu cúc mâm xôi màu vàng chanh nha. Dạ. Đúng rồi, màu vàng chanh nó ánh lên nhìn nó sáng. Đồng nó cũng đẹp. Dạ, màu đồng thì nó ra cái nhũ đồng. Nó không có đẹp bằng. Mình trồng phải trồng nhiều. Rồi, phía xa xa các bạn nhìn thấy là một cái chòi mà ở để chú Bảy nghỉ ngơi lại. Cái bờ hồ mau nó đường vô bờ hồ mau. Dạ. Cái chòi để chú Bảy nghỉ ngơi lại để mà chăm sóc cây của chú Bảy ở đây. Đó. Vườn qua Tết là cũng là chú Bảy cũng đặt là ở đây luôn, coi như là mọi người có thể là giao dịch với chú Bảy tại vườn luôn. Các bạn có nhu cầu là cứ tới gặp chú Bảy là vào dịp Tết. Là số lượng thì cứ là báo với chú Bảy. Coi như chú Bảy trồng là bán lẻ rồi bán sỉ nữa. Sỉ dạ. Có hết xăng cho bà con ta bán Tết mà. Ngoài bán sỉ ra chú Bảy còn có bán lẻ nữa. Ai mua ví dụ như vài chậu, có nhu cầu vài chậu, ví dụ như nhà mình không có rộng rãi thì mua vài chậu thì chú Bảy cũng vẫn bán nha mọi người. Rồi. À, video của mình đến đây là mình xin tạm ngưng. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ xem video của mình nha. Rồi cảm ơn chú Bảy. Cảm ơn chú Bảy. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi. Đến tham quan cái vườn chú.